Tập 43. Tối qua ngủ ngon không? Rất tốt. Đây đều do anh làm sao? Ngồi xuống thử đi. Anh vẫn luôn cảm thấy rất áy náy với em biết không? Cuối cùng anh cũng đợi được đến ngày hôm nay, có thể đích thân làm bữa sáng cho em. Thật ra anh không cần áy náy. Em biết, anh gia nhập đảng Cộng sản, đảm đương nhiệm vụ rất quan trọng. Anh đối xử với em như vậy cũng là vì bất đắc dĩ. Ngược lại, em thấy có chút áy náy với anh. Phương Nguyên, có thể gặp được anh, em thấy rất hạnh phúc. Anh luôn nghĩ sẽ có một ngày anh đứng trước mặt em, nói với em tất cả mọi chuyện. Suy nghĩ đó trở thành động lực của anh. Mỗi lần liều mạng với quân địch, anh đều nói với bản thân không được phép từ bỏ, không thể chết. Anh không thể để Như Ca cho rằng cô ấy yêu sai người. Anh còn nợ người con gái mình yêu một lời giải thích. Tất cả mọi chuyện đã qua rồi. Em thấy bây giờ có thể cùng anh bình yên ăn bữa sáng rất hạnh phúc. Vậy mà ăn đi. Thế nào? Không ngờ tay nghề của Thiếu Đông Gia được đấy. Em cho rằng cha của anh chỉ truyền lại gia nghiệp cho anh thôi sao? Ông ấy truyền lại cho anh đủ loại tài nghệ, bao gồm cả nấu cơm. Cha anh tự tay làm bữa sáng cả đời cho mẹ anh. Hồi nhỏ, cha luôn nhân lúc mẹ chưa dậy bắt đầu nấu, vì để khi mẹ thức dậy có thể ăn được bữa sáng ngon miệng do chính tay mình làm. Anh nhớ mãi nụ cười của mẹ giây phút đó, vô cùng hạnh phúc. Khi đó anh nghĩ, sau này anh cũng đối xử với vợ mình như vậy. Anh cũng muốn nhìn thấy nụ cười hạnh phúc thuộc về mình. Vậy có phải chúng ta bây giờ có thể như vậy rồi không? Xin lỗi, vẫn chưa được. Kitano khi thẩm vấn em bị bọn anh uy hiếp. Người Nhật chắc chắn sẽ không để yên, sẽ tiến hành lục soát khắp thành. Cho nên anh bắt buộc phải đưa em đến nơi an toàn để trốn. Chúng ta vẫn phải chia xa sao? Chia xa tạm thời là để sau này gặp nhau tốt hơn. Vậy anh định xử lý Kitano thế nào? Hắn là đặc công đầu đảng ở khu vực Tô Hàn của Nhật Bản. Trong tay nhất định nắm một số lượng lớn tình báo. Anh muốn cậy miệng từ trong miệng ông ta ra một số tin tức anh cần. Ông ta không mở miệng đâu. Cho dù có một tia hy vọng, anh cũng sẽ không từ bỏ. Anh phải cẩn thận với ông ta. Ông ta là người không chịu làm theo đạo lý thông thường. Yên tâm đi, anh nghĩ anh có thể đối phó được. Nhưng chuyện cấp bách trước mắt là phải nhanh chóng đưa em ra khỏi Tô Châu. Vậy em tạm thời đi gặp Như Ngọc. Được, để anh đi sắp xếp. Xin chào, cà phê của cô. Cảm ơn. Cảm ơn, mời dùng. Chị không sao chứ? Kitano có làm gì chị không? Chị không sao. Phương Nguyên cứu chị ra từ trong đội quân cảnh. Anh ấy sắp xếp cho chị đi trước. Chị muốn dẫn theo em và dẫn Lai cùng đi. Không được. Chúng ta đều đi thì Chu Lập Văn chắc chắn sẽ cảm thấy có gì đó không đúng. Em phải ở lại. Nhưng Chu Lập Văn chắc chắn sẽ tìm em gây phiền phức. Em không sợ. Anh ta muốn tìm em thì cố mà đến tìm.
Em chả nói cho anh ta biết cái gì cả, còn muốn biết anh ta người đi đâu rồi. Ngộ nhỡ Chu Lập Danh thực sự tìm đến, em tuyệt đối không thể nảy sinh xung đột với anh ta. An toàn là quan trọng. Chị đừng coi em là trẻ con. Chị và Phương thiếu gia trong lòng em đều là anh hùng. Có người chị như chị, có anh rể tương lai nhanh ấy, em vô cùng tự hào. Bên ngoài thế nào rồi? Tin tức dồn dập, Chu Lập Văn đang tiến hành lục soát, tất cả các con đường đều bị phong tỏa. Đúng rồi, Kitano thế nào rồi? Ông ta vẫn từ chối hợp tác. Theo tôi thấy, xử lý ông ta trước đi, giữ lại hậu quả không lường. Tôi nghĩ đợi thêm đã. Hầm này ở trong xưởng dệt bỏ quan nhiều năm, Chu Lập Văn nhất thời sẽ không thể tìm ra. Nếu như xử lý Kitano, sẽ không có cách tìm ra manh mối của đặc công Nhật Bản. Chúng ta thật sự để Thiếu Đông Gia đến gặp mặt ông ta. Thiếu Đông Gia nhất định sẽ đến. Anh ấy nói rồi, phải tận mắt nhìn thấy Kitano bị tiêu diệt. Nhưng mà bước cuối cùng, tôi muốn nói chuyện với ông ta. Kitano, ông nghĩ thế nào rồi? Tôi biết trước khi ông tham gia quân đội, ông là bác sĩ. Nếu như ông còn chút hổ thẹn đối với những việc làm sai trái của mình, thì nói chúng tôi biết đặc công Nhật Bản mà ông đặt vào ở đâu. Còn nữa, kế hoạch hành động của bọn chúng là gì? Tôi thực sự không ngờ cô gái trẻ đẹp như thế này lại tham gia cách mạng. Đây chính là tín ngưỡng của các cô sao? Cô có biết không, khi tôi vào tiểu học, có một hôm lên lớp, thầy giáo đột nhiên lấy ra một quả táo đỏ vừa to vừa tròn. Ông ấy hỏi cả lớp, các em muốn ăn quả táo này không? Tất cả mọi người đều trả lời có. Thầy giáo nói loại táo này ở Nhật Bản rất ít, một người một quả táo là quá tham lam. Nhưng mà ở Đông Bắc của Trung Quốc, khắp núi đồi đều là loại táo như vậy. Nếu như các em muốn ăn thì có thể đi Trung Quốc. Ông nói như vậy thì ông thừa nhận từ nhỏ các ông đã tiếp nhận giáo dục cường đạo. Năm 1932, đội phòng giữ Nhật Bản và đội quân cảnh 200 người ở đỉnh núi Liêu Ninh, Phủ Thuận dùng 6 khẩu súng máy tàn sát hàng loạt hơn 3.000 dân, tay không tất sắt. Bộ đội 731 khi chiếm lĩnh Mãn Châu ở Nhật Bản bắt đầu dùng tù binh và nhân dân làm quá nghiệm trên người sống. Năm 1937, Trấn Giang ở Giang Tô bị Nhật Bản tấn công. Nhân dân ở đó, 10.000 người bị giết hại hàng loạt,
Trong cùng một tháng, quân Nhật ở Nam Kinh tàn sát hàng loạt người Trung Quốc, 30.000 tù binh và dân thường. Chỉ trong 6 ngày, tiêu hủy 1/3 nhà ở của Nam Kinh. Năm 1943, vụ án ở Bình Dương, quân Nhật càn quét thôn Bình Dương ở Hà Bắc, dùng đao chặt đầu, chôn sống, tàn sát hơn 700 người dân. Thậm chí ăn cả thịt, trái tim của người bị giết. Bây giờ, đứng trước mặt ông, chính là một trong số người bị hại đang sống. Cả nhà tôi đều chết trong trận chiến đó. Tôi không biết ông ở Nhật Bản có gia đình, vợ hoặc con cái không. Nhưng nếu như họ biết tất cả những việc làm của ông ở Trung Quốc, ông còn có thể trơ trơ không biết sợ, tự xưng mình là anh hùng hay không? Tôi hy vọng ông có thể dùng hành động thực tế để sám hối bản thân. Đừng làm hại người Trung Quốc vô tội, nhân dân Trung Quốc nữa. Nếu như cô có thể để sát thủ bí ẩn kia tới gặp tôi, thì đừng lãng phí thời gian của tôi. Tôi sẽ không nói cho cô biết gì cả. Có biết chưa? Có tiến triển chưa? Cục trưởng, chúng ta bắt rất nhiều người, nhưng đến bây giờ vẫn chưa có bất kỳ tin tức nào. Tôi thấy rất kỳ lạ. Đám người đó gây ra động tĩnh lớn như vậy, vậy mà thần không biết quỷ không hay. Bắt người loạn lên có tác dụng gì? Cậu bắt ăn mày về có tác dụng gì chứ? Manh mối mới là mấu chốt. Cục trưởng, chúng tôi đã rất nỗ lực rồi. Không được thì tăng cường mở rộng thêm nữa. Kiểm tra hết lại hết một lượt những ngõ ngách trước nay không ai chú ý cho tôi. Kitano vẫn còn sống. Tôi tin như vậy. Tôi tin vào cảm giác của mình. Đem hết lực lượng cảnh sát điều tra cho tôi. Ngoại ô thành phố cũng không thể bỏ qua. Rõ. Phim được thuyết minh bởi Hoa Thành Phim Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Ông nói ông muốn gặp tôi. Tôi đến rồi. Phương Nguyên, ông chủ Phương, cậu chính là sát thủ, vẫn luôn là người thần bí giúp Cộng sản đảng làm việc. Không sai, chính là tôi. Tốt lắm. Cuối cùng cậu cũng chịu cởi bỏ chiếc mặt nạ rồi. Tôi nên đoán ra cậu sớm hơn, nhưng tiếc là lại chậm một bước. Mới đầu sao tôi lại bị cậu lừa được chứ? Tôi nói cho ông biết, cho dù không có tôi cũng sẽ có người khác. Ở phía sau chúng tôi có vô vàn người Trung Quốc không sợ chết đang đợi các người. Đáp án ông muốn biết, tôi nói cho ông biết rồi. Đến lượt ông nói rồi đấy. Tình báo mà các người muốn biết, tôi sẽ không tiết lộ dù chỉ một chữ. Ông còn nhớ những việc ông làm ở chùa Hàng Sơn không? Màn đó giống như con dao khứa vào trái tim tôi.
Tôi nói với bản thân mình, có một ngày tôi sẽ để ông hiểu, thứ các người xâm lược không phải chính nghĩa mà là tội ác. Tôi dùng lưỡi dao cắt đứt dây thừng trên tay, cắt đứt cổ họng của hai người trẻ tuổi đó. Khi tôi ở Đông Kinh huấn luyện đặc công, nói cho các học trò phải giấu độc trên người mình, một khi bị bắt lập tức tự tử, không để lại bất kỳ cơ hội nào cho quân địch. Cho nên mọi người học cách giấu kali cyanua vào trong nha phiến, tay áo hoặc cúc áo. Nhưng mà tôi không nói cho bọn họ biết tôi không giấu thuốc độc. Tôi không thích giống như con chuột bị độc hại chết. Vậy nên tôi giấu lưỡi dao, tôi phải tận tay cắt đứt cổ họng của mình. Cục trưởng, thế nào rồi? Kitano chết rồi. Là ai làm? Không biết. Hung thủ không để lại bất cứ manh mối nào. Cục trưởng, ai có thể có bản lĩnh lớn như vậy giết chết Kitano? Alo, Chu Lập Văn. Hán Giang làm nhiều việc ác như các người. Kitano chính là kết cục của các người. Đợi đi. Ra ngoài. Bác sĩ Trần, Thiếu Đông Gia bảo tôi đến đây tiếp ứng cho cô. Anh Cố Tam lập tức sẽ tới. Phương Nguyên đưa tôi ra ngoài thành Bình An, nói lát nữa đến đây tụ họp với tôi. Nhưng lâu vậy rồi, sao vẫn không thấy người đâu? Cô yên tâm, Kitano chết rồi. Đội quân cảnh và những hán gian kia đều thành chó mất chủ, không dám loạn cắn người đâu. Thiếu Đông Gia nhất định sẽ an toàn quay về. Bác sĩ Trần, cô và Thiếu Đông Gia trải qua bao nhiêu sóng gió, nhưng rất nhanh thôi, hai người có thể thực sự ở bên nhau rồi. Đây là lời hứa anh ấy từng nói với cô, anh ấy trước giờ chưa từng quên. Là chiến tranh biến ước nguyện đơn giản này thành ước mơ quá lớn. Nhưng mà Phương Nguyên biến tham vọng ấy thành hy vọng.
Anh cuối cùng cũng đến rồi. Không gặp phải nguy hiểm gì chứ? Chu Lập Giang bọn họ hết hy vọng rồi. Lòng quân trong cục cảnh sát tan rã. Em đoán anh đem cái gì đến cho em? Lần trước em nói với anh để nó ở bệnh viện. Anh muốn là lúc này lấy nó về, để nó cùng em về nhà. Tháp trân châu. Vậy khi nào anh đến đón em? Đợi chúng ta thắng lợi, tình hình ổn định hơn, lập tức tới đón em về. Thật ra em muốn ở lại cùng anh chào mừng thắng lợi. Em biết không, sự an toàn của em là thắng lợi của anh. Đồng chí Phương Nguyên, tin tốt, phát xít Đức đã đầu hàng rồi. Liên quân ở chiến trường Thái Bình Dương đã đạt được thành công lớn. Quân giặc không chiến đấu nổi mấy ngày nữa. Thắng lợi của chúng ta ở trong tầm tay rồi. Tốt quá rồi. Nhưng mà chúng ta vẫn phải tiếp tục chiến đấu. Nhiệm vụ sau này sẽ càng khó khăn. Yên tâm đi, nhiệm vụ có khó khăn hơn nữa, tôi cũng đảm bảo hoàn thành. Nhưng mà Đổng Bộ trưởng, tôi có một thỉnh cầu. Hãy đưa Dư Hạ về Tô Bắc. Tại sao? Là thỉnh cầu của đồng chí Dư Hạ sao? Không, là thỉnh cầu của tôi. Cô ấy mất đi hai người thân rồi. Chiến đấu trước bình minh là tàn khốc nhất. Tôi không muốn cô ấy có bất cứ nguy hiểm gì. Để cô ấy quay về căn cứ địa đi. Nơi đó an toàn hơn. Không, tôi không về. Bởi vì cha tôi và Hồ An đều hy sinh ở đây. Cho nên tôi càng phải ở lại đây, cùng chiến đấu quân giặc đến cùng. Như vậy tôi mới có thể an ủi linh hồn trên trời của cha tôi. Hơn nữa, không có ai hiểu rõ Tô Châu bằng tôi và Thiếu Đông Gia. Lúc này Thiếu Gia cần trợ thủ, cho nên tôi nhất định phải ở lại đây giúp anh ấy. Được, tôi đồng ý sự kiên trì của cô. Ngoài ra, đồng chí Lão Bằng được phái đến Tô Bắc tiến hành hoạt động bí ẩn. Thân phận của anh ấy vẫn chưa bị lộ. Tôi để anh ấy ở lại phối hợp với hai người cùng làm. Được. Chín giờ sáng hôm nay, nghi lễ ký đầu hàng của Nhật Bản được tổ chức trên chiến hạm USS Missouri, đánh dấu sự chấm dứt của chiến tranh thế giới lần thứ hai. Nghi lễ ký chấp nhận này tượng trưng cho chiến tranh xâm lược của Nhật Bản đối với Trung Quốc đã hoàn toàn chấm dứt. Tham mưu trưởng lục quân Mizurizo, đại bản doanh Nhật Bản ký văn kiện đầu hàng. Nhật Bản chấp nhận đầu hàng vô điều kiện. Ai? Ai? Tốt quá rồi, cuối cùng cũng đợi được đến ngày hôm nay. Chúng ta thắng lợi rồi. Trạm trưởng, người Nhật đầu hàng rồi. Chúng ta cuối cùng cũng đợi đến ngày nở mày nở mặt. Anh cũng không cần đi kéo xe nữa. Tôi cũng không cần đến thư truyền thuyết thư. Đúng vậy, Dận Lai, vì đảng vì đất nước, chúng ta giàu sinh ra tử bao nhiêu năm, cũng coi như là thấy được ánh sáng mặt trời. Hạnh phúc của đảng là hạnh phúc của ta. Đúng vậy, trạm trưởng. Sau này đừng gọi tôi là trạm trưởng. Từ bây giờ trở đi, tôi là cục trưởng cục cảnh sát Tô Châu, mới nhậm chức của chính phủ quốc dân. Dận Lai, cậu cũng theo tôi bao nhiêu năm, tôi trước giờ không đối đãi tệ với cậu. Từ bây giờ trở đi, cậu chính là đội trưởng đội điều tra và truy tìm của cục cảnh sát Tô Châu. Có thể đảm nhận không? Thật sao? Cảm ơn cục trưởng. Cậu nhìn xem, nơi tốt thế này lại để Chu Lập Văn và Cốc Đa chiếm lĩnh lâu như vậy. Bây giờ là lúc chúng ta phải lấy lại.
Đúng rồi, cục cảnh sát chúng ta đã tiếp nhận rồi. Nhiệm vụ quan trọng đầu tiên là bắt Hán Giang. Những kẻ bán nước cầu dinh, nhận giặc làm cha, đến lúc trả giá rồi. Đặc biệt là hai tên khốn nạn Chu Lập Dân và Cốc Đa. Cục trưởng, giao nhiệm vụ này cho tôi. Tôi nhất định trừng trị hai tên cặn bã đó. Mẹ, mẹ, Như Ca, mẹ, Như Ca, Như Ca, mẹ, Như Ca. Con gái, về là tốt rồi. Con về rồi. Con đã về rồi mẹ à. Ngồi xuống rồi nói. Mẹ, mẹ vẫn khỏe chứ? Khỏe, khỏe lắm. Mẹ, con nói cho mẹ một tin tốt. Cái gì? Quân giặc đầu hàng rồi. Sau này chúng ta không cần trốn nữa. Là thật sao? Tốt quá rồi. Tiếc là cha còn không đợi được đến ngày hôm nay. Ngày giỗ của cha sắp đến rồi. Con đi dọn mộ cho cha, tiện nói tin tốt này cho cha. Được, được. Con gái, sau này con định làm gì? Sau này con vẫn tiếp tục là bác sĩ, chữa bệnh cứu người. Chuyện hôn nhân của con thì sao? Ban đầu con không kết hôn được với Chu Khải Văn. Sau này cận ngữ đường chết rồi. Ta nghĩ đi nghĩ lại, đều tại Phương Nguyên, đều tại cậu ta ngăn cản. Mẹ, chuyện này không thể trách Phương Nguyên. Không trách cậu ta thì trách ai? Mẹ, có những chuyện mẹ không biết. Nếu như không có anh ấy, mẹ bây giờ có lẽ không nhìn thấy con nữa. Mẹ biết, trong lòng con vẫn yêu Phương Nguyên. Nhưng Phương Nguyên rốt cuộc là thế nào? Muốn lấy hay là không lấy? Hại con đến bây giờ vẫn cô đơn. Con không hối hận sao? Từng trách, cũng từng hận. Nhưng con trước giờ đều không hối hận. Con giống với em gái con, đều rất kiên cường. Ông chủ đới, ông yên tâm. Tôi nhận sự ủy thác của ông, nhất định không thẹn với sứ mệnh. Tôi đã sớm nói với ông rồi, gia cảnh của người này vô cùng rộng. Ông chủ đới đích thân gọi điện thoại cho anh ta. Lai lịch của đặc phái viên Hồ này thật sự không đơn giản. Sau này cẩn thận hầu hạ ông ta. Tôi là Hồ Bính Lâm, phụng lệnh ông chủ đới tới Tô Châu. Nhiệm vụ chủ yếu là duy trì trật tự xã hội của Tô Châu, ổn định lòng dân. Ở trong này có một danh sách,
Trên đó đều là các nhà đầu tư và thương gia giàu có. Cậu có tí giặc chính là những người này trong thời gian kháng Nhật cho người Nhật không ít tiền. Vì vậy coi là kháng gian, trừng trị nghiêm khắc theo pháp luật, phục hưng thanh danh đất nước, tuyệt đối không nhân nhượng. Rõ. Diễn Dương, Diễn Dương, qua đây. Có chuyện gì nói nhanh. Khi tôi làm cục trưởng không bạc đãi cậu. Bây giờ tôi sa sút rồi, cúi đầu hạ giọng cầu xin cậu, đừng có thấy chết mà không cứu. Anh bây giờ là đại hán gian, cấp trên rất nhiều người muốn bắt anh. Tôi còn phải cân nhắc. Lần này đủ rồi chứ? Anh cho rằng mạng của anh đáng giá 4 thỏi vàng. Con rồng vừa xuống dũng nước, đến con tôm cũng trêu chọc. Con hổ rời khỏi sơn lâm, đến con chó cũng bắt nạt. Khế ước bảo đảm cả đời cậu sống thoải mái, không lo. Nhận lấy đi. Qua đây. Tôi nói anh biết, tôi nghe nói ngày kia tội phạm chiến tranh Nhật Bản được thả về nước. Ý của cậu là chính sách ưu đãi của chính phủ quốc dân, hễ là người Nhật đầu hàng, không có tội gì lớn sẽ được đưa về nước, ngày kia là có thể đi. Lần này là cơ hội cuối cùng của anh, anh tự lo cho mình đi. Cảm ơn. Ngay khi những quan viên tiếp nhận vừa đến, nhân dân thành Tô Châu càng thêm khổ cực. Những tên này chỉ biết giờ giết của cải, căn bản không lo sống chết của nhân dân. Nói là bắt hán gian, thật ra là bóc lột sức lao động con người, đút túi riêng. Không ngờ quân Nhật bị đánh bỏ chạy, Tô Châu vẫn loạn như vậy. Các phái của quốc dân đảng đều đang tranh đoạt thành quả thắng lợi. Loại chuyện bẩn thỉu xấu xa này nhiều vô cùng. Thiếu Đông gia, chúng ta và Lương phu nhân và cả Phó Xuyên Quang đều qua lại với nhau. Hơn nữa, chúng ta còn tặng châu báu cho Lương phu nhân. Về tiệm trang sức của chúng ta, rất có khả năng sẽ bị kiểm tra niêm phong. Hạnh Dận Lai làm đội trưởng đội điều tra, cậu ấy trong cục cảnh sát có thể giúp chúng ta tìm hiểu. Không ngờ quân Nhật đầu hàng rồi, bây giờ vẫn còn phải đề phòng người của ta. Quốc dân đảng bây giờ một lòng phá hoại sự hợp tác giữa hai đảng. Cấp trên có lệnh bảo chúng ta tiếp tục ở lại Tô Châu. Tôi nghĩ cuộc chiến sống chết giữa hai đảng quốc cộng không thể tránh khỏi. Công tác bí mật sau này sẽ càng tàn khốc hơn, càng gay gắt hơn. Cho nên Dư Hạ, tôi ra lệnh cho cô về căn cứ địa tô bắc đi. Anh lại bảo tôi đi. Tôi từng đồng ý với bác sĩ Từ và cả Hồ An, bắt buộc phải đảm bảo sự an toàn của cô. Thiếu Đông gia, đây là mệnh lệnh. Mệnh lệnh này tôi không thể phục tùng. Chu Lập Văn, người Nhật vừa đầu hàng đã chạy. Tôi bây giờ lại thành con chuột đầu đường xó chợ. Anh Đa, anh xem vẫn là em có lương tâm nhất. Khi anh suối quẩy nhất, em không rời bỏ, vẫn bên cạnh anh như xưa. Anh nói xem, phụ nữ giống như em, anh đi đâu tìm chứ? Phụ nữ tốt. Tôi còn không biết cô đấy, Tô Nguyễn Nhi. Sau khi cô bị Chu Lập Văn đá hết tiền rồi, lại chạy đến tìm tôi sao? Đời này của cô chỉ có thể dựa vào đàn ông thôi. Phụ nữ nếu không dựa vào đàn ông thì phải làm sao? Anh Đa, anh nghĩ mà xem. Khi chúng ta ở nhà họ Trần, quan hệ rất tốt. Vậy anh nói bây giờ anh không thể bỏ mặc em được. Nếu không,
Nếu không em chỉ có thể nhảy xuống sông. Nhảy xuống sông tốt mà. Nhảy xong ít nhất còn có thể giữ lại nguyên vẹn cái xác. Cho dù tôi bị đảng Cộng sản hay bị Quốc dân đảng bắt, bọn chúng cũng sẽ đều muốn chặt tôi thành từng khúc, đút cho chó ăn. Sao nào? Không nói nữa à? Sợ rồi sao? Biết tìm sai người rồi chứ. Em biết anh Đa có bản lĩnh, nếu không anh cũng sẽ không giấu được một nơi có ăn uống đầy đủ như thế này. Phải, mới đầu khi tôi cướp nhà cho Chu Lập Văn đã để lại cho mình một căn này. Tất cả tiền tài được chôn dưới hầm. Thiếu Đông Gia, số tôi khổ quá. Không cần dùng chiêu này với tôi. Dáng vẻ đồng bóng lẳng lơ của cô đâu rồi? Tôi mặc kệ. Thái Trân Châu bắt buộc phải là của tôi. Quả nhiên là cậu, Chu Lập Văn. Tôi phải lên chuyến tàu quả này. Cái gì tôi cũng cho anh. Lấy mạng bồi thường đi. Trưởng quan, tôi không làm chuyện xấu. Trưởng quan, Đạt Phái Viên, sao nên chiếc nhẫn chẳng lành thế kia? Vậy tôi cho cậu cơ hội lấy công chuộc tội. Đạt Phái Viên cái gì chứ? Trung thành và hán gian, chẳng phân rõ phải trái. Bây giờ con quay người một cái, trở thành cảnh sát của chính phủ quốc dân, con được trọng dụng. Mày sống như vậy là mất mặt tổ tông. Tiệm trang sức của anh và đại hán gian Lương Phu Nhân có giao tình sâu đậm, cho nên bắt buộc phải điều tra và niêm phong. Tự lo cho bản thân đi. Hồ Bính Lâm lại đề xuất với tôi muốn có tháp Trân Châu. Thật ra trong thành Tô Châu, bảo bối lớn nhất là tháp Trân Châu. Chu Lập Dân bọn chúng muốn nhắm vào chúng ta mà đến. Yên tâm đi, bọn chúng chưa xong với tôi đâu.